Bella ơi, Bella, Bella ăn yến riết rồi Bella hả? Cái mặt á, nhỏ hơn cái tuổi á. Vậy con người cửa sao mà cửa tôi lì xì bà cố lên thăm Bipo hả? Thương quá à, cái mặt nó thấy thương quá à. Cái mặt trẻ hơn tuổi rồi, còn bé tí mà đã trẻ hơn tuổi rồi. Nhìn cái mặt cà rốt già chát. Trời ơi, cái mặt con tôi gặp biểu nó non chẹt, cái nó làm cái gì nó điệu kìa. Cái móng tay Bella bị có đất hay gì thấy đen đen vậy ta? Không,